Gì lũ lụt ở Trung Quốc nhiều ngày qua có thể vỡ đập Tam Hiệp không anh? Sorry, I don't think so. Cái đập Tam Hiệp rồi chắc khó vỡ rồi, nó cứng lắm, nhưng mà giỡn đâu. Ngày xưa Trung Quốc làm đập Tam Hiệp đó tốn biết nhiêu tiền, biết nhiêu của, biết nhiêu công luôn, chứ không có giỡn đâu. Và nó thay đổi Trung Quốc luôn đó nghe. Nó thay đổi Trung Quốc hai mặt. Mặt tích cực là làm công trình mà thế giới nó không là dám làm hết. Chặn sông Trường Giang đâu phải giỡn đâu em. Dòng sông đó ngày xưa là kể như Quân Ngô rồi Kinh Châu đồ này nọ, Lưu Bị rồi Tào Tháo đồ dưới quá trời. Đó, dòng sông Trường Giang đó. Nên Trung Quốc dám làm chuyện đó thì cũng ghê thiệt. Nói chung chuyện đó anh không bình luận, nhưng anh không binh, anh cũng chống. Anh thấy nó lạ thôi. Cái giá của môi trường trả cho đó rất nhiều. Đó, cái cú đó ngày xưa là biết bao nhiêu nhà khoa học phản đối đó. Nhưng mà lúc đó là theo quan điểm là giờ quan trọng là nước còn nghèo mày phản đối cái gì. Nên đâm ra cái đập Tam Hiệp được hình thành, một công trình vĩ đại mà là biểu tượng của gọi là gì? Là biểu tượng của một trong những biểu tượng của hạ tầng của China. Nước nước dưới hạ nguồn như Việt Nam mình khổ lắm anh. Sông Trường Giang liên quan thủy khô tới Việt Nam, mẹ muốn nói thì nói, phải đừng dốt địa lý mày. Sông Trường Giang nó chạy tới hướng đông tây, tây đông nó đổ ra biển, nó liên quan tới Việt Nam. Mấy đập khác thì mới liên quan, kìa đập Mekong kìa. Cái đó là Việt Nam mà nằm dưới thượng nguồn, ủa hạ nguồn thì lỗ. Gọi là có một câu sổ nho đó mấy cụ ngày xưa chơi Hán Việt là gì gì thượng thượng nguồn tích water, hạ nguồn dry. Từ chối yêu cầu của từ chối lời đề nghị của Nam Phi rằng tổng thống Nga không nên tham dự hội nghị BRICS và State Secretary là thư ký gì ta, thay vì ông thư ký nào đó không biết. Bạn nghĩ như thế nào trong cái vụ đó? Anh chỉ nghĩ là bây giờ là kể như là Nam Phi vô thế kẹt mấy em. Nam Phi vô thế kẹt, rất kẹt. Tại vì á, mời mời tổng thống Nga đi á thì không mời được, tại vì có cái lệnh truy nã, mà lệnh truy nã đó là phải bắt mới đúng luật, còn nếu mà chơi không đúng luật á thì nó khác. Nên bây giờ Nam Phi vô cái thế kẹt đó, Nam Phi vô cái thế kẹt. Nam Phi nói là thôi đừng đi, đừng qua chỗ mình làm ăn. Nó mình cũng rất là thương bạn, rất là thích bạn, rất là lớp Diêu, bất sự xuất hiện của Diêu á thì tạo cho mình thấy khó. Thì bên 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 Nga là từ chối. Bên Nga từ chối nhưng mà từ chối thế nào thì chưa biết. Còn giờ Jay nói là ông ngoại trưởng đi thay hả? Phải ý của em là vậy không Jay? Tức là ngoại trưởng đi thay thì anh nghĩ thế nào đúng không? Nếu mà ngoại trưởng đi thay thì hợp lý. Tất cả mọi chuyện đều là hợp lý. Nó không còn gì để bàn hết. Tại vì ông ngoại trưởng là ông đó không bị truy nã, ông đó đi được. Nhưng lúc đó đó, giống như là Nga cũng không dám thách thức luật pháp quốc tế. Tài trần, xàm, ai mà dám bắt ông Putin, em hốt xác hết. Thì đúng, mày nói cũng đúng, tài trần nó đúng, ai mà dám bắt. Vậy anh hỏi ngược lại, anh hỏi ngược thôi nha. Chứ anh phe em á tài trần, anh hỏi ngược thôi. Vậy thì ai dám gặp mà không bắt? Thí Khó. dụ bây giờ cái cú bắt á, thì là kẻ thù của Nga. Mà không á, thì sao chơi nói tiếp vậy mà? Gì? Nói y như đúng rồi, mẻo NATO bay vô bắt thử. Này em nói chuyện này trẻ trâu. Đúng không? Em nói chuyện kiểu trẻ trâu, bây giờ chuyện của ông Nam Phi với mẻo NATO nào đây đó. Bây giờ cái chuyện là chuyện của ông Nam Phi. Chuyện mẻo NATO gì, nói chuyện phải có kiến thức em ơi. Em có tình cảm là tốt, mà đừng có bò quá. Phải biết suy nghĩ về luật, phải biết này biết kia, biết cái thế của người ta như nào. Bay vô nói chuyện như trẻ trâu. Đó, anh góp ý em vậy thôi, em sửa đổi nha. Đó cho diễn đàn nó thêm thú vị. À, vậy theo anh đại diện Nam Phi có mời Nga không anh? Đã Nam Phi người ta kêu ông đừng tới rồi mời gì nữa. Không đọc báo mà báo freaking news mấy ngày nay á, là Nam Phi nó là thôi ở nhà chơi cho vui đi bữa sau gặp. Xong rồi Nga từ chối thì anh đọc báo là tới lúc mà Nga từ chối thôi. Nhưng mà chưa có giải pháp là từ chối vậy rồi đi đi với cương vị là ai đi mới là quan trọng. À, gì Putin, tổng thống Putin tới Nam Phi vào thế khó, bắt được mà không bắt cũng không xong, bắt bắt không được bắt ở đúng thì đó là lý do mà Nam Phi nó thôi bữa sau gặp đi chỗ chỗ làm ăn. Là Vậy vậy hướng nào theo anh gỡ rối cho Nam Phi được anh? Một là Nga không tới, hai là Nga cử người khác tới, đừng đi tổng thống là được, đi ông ngoại trưởng cũng được chả sao. Nhưng mà lúc đó nha, lúc nếu mà đi ông ngoại trưởng á, thì Nam Phi rất là ok. Nhưng mà lúc đó cái thế của Nga bị yếu, nó cái thế của Nga bị yếu. Cái nói chung là cái kết quả nào thì nó cũng có cái hiệu quả của nó thôi à, giờ chưa đi đi sao không được hết á. Gì à, sao ông Putin đòi đi với anh? Vậy nếu ông Putin đi thì Nam Phi phải xử lý thế nào anh? Anh Nam Phi anh bó hen rồi đó, mẹ đường nào cũng dở hết. Bởi vậy Nam Phi nó thôi chắc tao nghỉ tổ chức luôn á, đẩy nước khác tổ chức đi, đó gọi là truyền banh đại pháp mấy em, đẩy qua Indonesia đi. Em sợ kịch bản kia xảy ra của anh gì ông TV mà bắt tay với US một cái là coi như xong. Thì giờ sống thế giới ai cũng gì mình thôi, chứ giờ không lẽ có tình huynh đệ nào mày.
Thì thế giới giờ mỗi quốc gia chọn lựa ra một con đường riêng thì mình tôn trọng thôi. Sợ không sợ gì, nhà mình cũng đang đói ăn mà. Nếu Tổng thống Nga đi dự hội nghị BRICS thì khả năng kịch bản nào xảy ra anh? Nếu mà châu Phi Bắc, của lộn, nếu mà Nam Phi Bắc thì Nam Phi mệt với Nga đó. Mà nếu mà Nam Phi không bắt thì Nam Phi mệt với thằng kia, mà một đống thằng kia luôn chứ không phải một thằng nha. Bắt thì mệt với mình Nga, mà không bắt thì mệt với đống thằng kia. Nó dịnh vô luật, nó quốc tờ lưa luôn. Nên kịch bản tốt nhất là như là Nam Phi đã chọn kịch bản tốt nhất cho mình rồi đó. Nam Phi cũng chỉ kiếm tiền thôi à, cũng chỉ muốn làm ăn để dung tròn cho đất nước nhỏ bé xinh xắn của mình thôi. Mấy bạn đừng làm khó Nam Phi nha. Nói thiệt, sống trên đời làm khó người ta là không quân tử. Nói tới Thảo Điền em mới nhớ, nhiều người nói Thảo Điền ngập các thứ thường người đó, 100 hết 99 người không có tiền mua, trong khi đó khu nhà giàu vẫn ơ mầm. Thì đúng, Thảo Điền là khu nhà giàu nhưng mà hạ tầng xấu quá mày ơi. Vậy đi cho vuông. Anh là người rất là khách quan, anh công bằng lắm, anh không binh thằng nào hết đó. Mà trời mưa là mà kêu tao chạy Thảo Điền tao không dám chạy, tao nói thiệt. Giận thì chịu thôi à. Ngày trước cũng tính mua đất trong Thảo Điền rồi. Mở phòng gym á. Nhưng mà thấy khu đó nó tối thui rồi, toàn là tay chạy bộ không à. Chắc không tập gym đâu, khỏi mua luôn đi ra ngoài. Thảo Điền ok, nhưng mà râu nó xấu quá anh. Đúng. Chỗ tài trần ở gần Thảo Điền đó, chỗ Matarazzi của em là gần Thảo Điền đó. Nói chung hạ tầng ở Việt Nam thì nó còn kém lắm tài trần ơi. Mày chạy hạ tầng bên Cali quen rồi, mày về đây mày nhìn mày không hợp đâu. Tao nói thiệt. Mấy cái đó thôi bỏ đi ha, đừng bàn luận nữa nha. Bàn gì bàn, đừng bàn chuyện hạ tầng hen. Hiểu không con? Nó ngồi vô nó chọt hạ tầng hoài sao đảm. Anh Duy sao nước ngoài không đầu tư làm được cho Việt Nam làm đường à, rồi lấy tiền cầu đường. Em nói đường chứ không phải cầu nhé. Khùng quá mày, nước ngoài nào làm vậy? Tức là hạ tầng là một cái gì đó nó giống như từ thiện vậy đó, hoặc là qua lại hoặc là gì đó. Thứ nhất, nếu mà vay tiền làm hạ tầng lãi suất rất thấp, còn không á là nước ngoài nó phải cho tiền làm hạ tầng luôn. Chứ làm gì mà mày đầu tư tiền, mày đầu tư làm đường xong mà lấy tiền? Trời ơi trời. Cứ tưởng là kiểu đó, làm đường xong rồi lập BOT thu lại. No, giỡn hoài. Ví dụ như mấy cái dự án Úc á, Úc mà tài trợ Việt Nam làm cầu là cho. Còn nếu mà vay ODA để làm đường thì đó là lãi suất thấp. Tại vì luật quốc tế đó, hạ tầng là một trong những cái gì đó là nó mang tính chất hỗ trợ với lương thực. Thí dụ như ở trên thế giới có chỗ nào bị đói là phải cứu. Đó là luật, một số cái luật căn bản nó vậy đó. Hình như Nhật Bản làm cầu Cần Thơ anh. Đâu, như là Úc hay gì mà. Cái cầu Cần Thơ là một nè. Rồi cái hầm Thủ Thiêm là hai nè. Mà mấy cái đó là như ai đầu tư, ai tức là nước ngoài như nó cho mượn tiền hay cho tiền hay gì đó. Em thấy vậy, đường sẽ chuẩn hơn rồi, nước mình cũng lời mà. Thì từ thế giới người ta cho được như ta cho thôi, chứ không lẽ bắt người ta cho hết tiền để vô làm đường Việt Nam hết sao làm nổi. Thì lâu lâu ta cho cái cầu mừng cái cầu vậy thôi. Cái chuyện nói chuyện thế giới thì mình đi ngoại giao rồi nọ, có qua có lại thì người ta cho rồi lấy. Chứ em hỏi anh tại sao nước ngoài không đầu tư, bố ai trả lời được. Em thấy cái đường Việt Nam, cái street light nó không chuẩn anh, nên làm lại đi. Đèn đường á hả? Đèn đường sao mới chuẩn má, đèn đường vậy được rồi. Nói về đèn đường thì nó vậy thôi, anh không thấy chỗ nào không chuẩn hết á. Thí dụ mà nó vạch kẻ đường thì may ra anh thấy đúng. Đèn đường thì anh ok. Nhà em mới bị họp thu 200 mét vuông đất upgrade đường, chán ghê. Đâu lời, upgrade đường là cái đường em bự lên đúng không? Cái đường bự lên, cái nhà mà lên giá. Kèo này chơi được mấy em. Sao giờ công nhân thất nghiệp quá vậy anh? Tại tụi nó ngồi tụi nó chửi G7 nhiều quá, G7 giận quá không đặt đơn hàng, thất nghiệp á. Anh nói nửa chơi mà nửa thiệt, em ngẫm có đúng không? Bây giờ cái tụi trẻ trâu là cái tụi đó không hiểu nè. Bây giờ đại sứ quán, lãnh sự quán người ta ở Việt Nam rất là nhiều. Em nghĩ người ta biết tiếng Việt không? Ai đi phỏng vấn visa rồi sẽ biết, đó. Biết hay không? Mấy em nghĩ người ta biết tiếng Việt không? Và người ta có biết đi ra đường không? Hay là người ta đứng chỗ người ta ngồi người ta làm việc xong người ta đánh lương người ta đi về? Lãnh sứ quán giờ cũng có đó. FB nữa. Em có nhìn thấy cái bài toán Trung Quốc chưa? Các em có muốn bị quay lưng như Trung Quốc không? Tỷ lệ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh này là thấp, có nguy cơ là Nhật Bản thu nhỏ trong tương lai. Thôi mày khéo lo quá mày ơi. Mày khéo lo quá. Anh không cảm thấy lo mấy đó luôn. Tại vì cái chuyện đó, đất nước Việt Nam giống như vũ trụ giãn nở vậy đó. Mày thấy giờ người Việt Nam đi ra nước ngoài quá trời không? Đi Úc nè, đi Hàn, đi Nhật, đi Tư Lược Dưa luôn. Quá trời đất, thế giới phẳng rồi. Nó đâu phải là người nào sinh ra đều nằm trong biên giới. Và biên giới mình đóng cửa, nước ngoài nó không vô. Giờ hiện tượng trai biệt lấy gái Tây quá trời, trai biệt lấy gái châu Âu đồ nè nhóc. Nên thôi em khỏi lo chuyện bò trắng răng. Em lo chuyện là em đẻ ra, em nuôi em dạy cho tốt. Cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Sao bên Mỹ gạo Thái nhiều hơn gạo Việt Nam vậy anh? Tại người Thái người ta làm xuất khẩu tốt hơn người Việt em. Em nhờ anh Duy chỉ cái này với ạ. Sắp tới tháng 8 em muốn book vé máy bay đi du lịch. Em phân vân giữa Thái và Sinh. Nhu cầu em đi du lịch để chụp ảnh đẹp và anh Duy chỉ. Sinh!
Thái y như Việt Nam mọi người. Xin Thái đi làm gì? Thái con khỉ đâu chụp. Nói chung là Thái nó cũng nói chung Thái thì phát triển Việt Nam một chút, nhưng mà nhìn nó cũng giống Việt Nam mà, nhìn nó có gì đặc biệt, nó đi đi bạ xin luôn cho rồi. Lâu lâu đi một lần đi cho nó bỏ công em. Còn đi Thái nè, chỉ cho mày nè, ai mà chụp hình cái chùa, không phải cái chùa mà cái tượng Phật mà trên núi màu vàng á là Thái đó. Còn bây giờ em đứng em chụp với con sư tử thôi là biết sang liền. Đẹp sang liền, nhìn lại chất khác liền, nhìn là biết đi sinh liền. Ừ. Còn nói về chủng xã hội nha, ở đây là mình chỉ nhận xét khách quan thôi. Bạn Thái với bạn Xin đừng nóng nha. Thôi giờ không có bạn Thái bạn Xin đây, mấy em đại diện cho bạn Thái bạn Xin đi. À, hứa là cam kết là không truy tố anh. Nói về xã hội của Thái và Xin, nói về xã hội của Thái và Xin thì theo anh nghĩ xã hội của Thái 50 năm nữa chưa bằng của Xin bây giờ. Thái anh đi rồi, Xin anh đi rồi, anh nói có tư cách không? Bây giờ bên Thái nó có quá nhiều chuyện, nó quá nhiều cái việc, trong đó nó có cái luật khi quân. Luật khi quân mà đụng tới vua là mày chết. Nhớ, em nhớ cái luật đó ngày xưa khiến cho cô công chúa bị chết đuối, không ai dám cứu luôn mà. Mà bây giờ có ông mới, ông lên, ông nói là cho mình làm tổng thống đi mấy bạn. Ủa là ông cho mình làm thủ tướng đi, mình sẽ sửa lại cái luật khi quân theo phiên bản mới. Ông nó rớt luôn, nói ra câu đó rớt luôn. Phe hoàng gia quá mạnh. Anh nói thằng Sinh á, ở trong Nam Á không ai được kịp nó, mơ thì khỏi được. Thằng đó nó gắn tên lửa nó bay nhanh quá à. Singapore đó, nó bay trong cái lúc mà những nước châu Á khác đang ngập, đang gọi là gì, làm công xưởng, làm gia công, làm này làm kia, mình không chơi, không bay, không nhảy. Bây giờ ông cầm tiền, ông rải khắp Đông Nam Á. Thí dụ như Việt Nam, mình có thể nói cho bạn hai chỗ Xin đầu tư nè. Khu công nghiệp, V-Ship, hoàng gia Thái lo cho người dân họ nhiều lắm. Cái đó là nói gì thôi chứ. Chứ bây giờ, thí dụ như bây giờ các em không phải là người Thái Lan đúng không? Các em là người Việt Nam thì các em nghĩ coi. Thí dụ giờ ông vua, thí dụ như hoàng gia có cái gì đó mà em lỡ miệng cái, xong rồi tự nhiên mày bị ngồi tù. Em đi Thái tới Bangkok, nó có khác gì Sài Gòn mới đâu, cơ sở hạ tầng một chút thôi. Hiện tại Thái Lan nó hơn mình được có hai điểm về kinh tế. Thứ nhất là hạ tầng, thứ hai là an sinh xã hội. Nó hơn mình được có hai điểm đó. Còn thật ra nói Thái Lan thì anh cũng ấn tượng, anh không ấn tượng gì Thái Lan đó. Nói chung mà trong Đông Nam Á này chỉ có hai nước đó có thể tạo cho nó cảm xúc thôi. Không, mình là người Việt Nam thì mình bỏ yếu tố Việt Nam ra rồi, mình nói mấy nước ngoài thôi. Vì có cái anh gì quên nói nó hơn mình, cái này quan trọng, vừa là bộ mặt nó, là hộ chiếu nó đi nhiều nước hơn mình. Anh nói xã hội, hộ chiếu là ngoại giao. Anh nói xã hội là cái người dân nó cần sống trong xã hội, hiểu không? Thì một là ai cũng có nhu cầu đi học, đi khám bệnh, với đi chạy xe ngoài đường đi làm thôi. Đang có đề xuất đổi xe máy cũ lấy xe điện mới kìa anh. Thấy có lời làm đi. Đang thiếu điện lắm đó nha mấy em. Chừng mốt dành nhau sạc bút lộn nữa. Xe cộ thì bộ kinh 8 triệu sắp nó chưa hết hot. Đợt trước cái ông review chấm 3/10, tại kinh của ông còn nhỏ nên mấy kinh tầm 200k sub là cự được rồi. Kỳ này gặp kinh lớn gần 8 triệu sub coi cự sao. Nói chung á, cái bao nhiêu ca là cái chuyện trả trâu nó quan tâm. Người ta quan tâm cái lượng đối tượng kinh đó là ai. Chứ còn bây giờ tự nhiên 200-300k mà toàn là trẻ trâu con nít được không à. Comment fan toàn xe chính tả không đấu với ai. Nên em nói cái ông đó mà cái lượng kinh nhỏ anh không thấy nhỏ đâu nha. Ủa, kinh người ta kinh xịn đó chứ không có nhỏ đâu. Còn cái cổ kinh 8 triệu này nó show hiu rồi. Giờ ra sân bay thấy taxi điện của Vin chở khách quá thành công với xe xăng. Thành công không? Em biết được bao nhiêu về chữ thành công đó. Anh ơi, F16 cùi vậy mà thất khi quyết tâm mua cho bằng được chị anh. Cùi với nước này mà VIP với nước kia mày. Đúng không? Cùi so với NATO nhưng mà cả như hàng mong đợi so với Ukraine. Nga xét thất khi, mình chơi với bạn hết mình mà bạn chơi với mình hết hồn. Không nhiều nước chơi với Nga hết hồn lắm chứ không phải mình thất khi không đâu. Sắp sửa tới Trung Quốc bây giờ nè. Em thấy dạo này Mỹ o Trung Quốc ghê không? Thế cái bộ dạo này em thấy Mỹ o Trung Quốc ghê không? Em có nghĩ là cái diễn cảnh 5700 hồi đó nó tái hiện không? Nhớ cái diễn cảnh 5800 hồi đó không? Học lịch sử để có kiến thức đó mấy em. Bàn luận về tổng thống Ukraine đi cầu viện NATO đi anh. Nó chuyện bình thường chứ đâu có đâu, bàn luận em. Vui mà. Bây giờ đâu phải muốn vô NATO dễ ai mời đâu đi. Mà cái ông đó tự nhiên đi hoài vậy. Vậy là ngon rồi, trời ơi một đống hình. Ông này mốt sau này chắc có diện bảo tàng của ông đó. Đúng không? Bây giờ mấy em nói, anh nói này, mấy em biết ông Bush không? Mấy em biết ông Bush không? Tổng thống Mỹ, tổng thống Bush. Ông Bush ông làm á. Thời gian ông làm tổng thống với thời gian ông làm tổng thống, em thấy cái thời gian nào mà ông tổng thống nhiệt tình mà đi sôi nổi mà đi gặp quá trời người trên thế giới vậy không? Mà ông Bush ông còn có diện bảo tàng chặt phá. Thì các bạn nghĩ cái ông Zelensky sau này có diện bảo tàng không? Nói chung mà sống ở trên đời này á, mà làm lãnh tụ thời chiến á, là auto nổi mấy.
nhiều khi lãnh tụ thời bình chứ nó không nổi bằng lãnh tụ thời chiến. Ukraine sau này như thế nào? Ukraine vẫn là Ukraine thôi, mình cũng biết ý bạn hỏi sao nữa. Thí dụ thắng thì tốt, mà thua thì Ukraine vẫn là Ukraine. Nếu mà Ukraine thua thì Ukraine sẽ gọi là khởi nghĩa theo một cái phiên bản mới. À, con bạn Thành Đạt với thằng Bình ở bên đây nó nói vui lắm em. Nó là Ukraine phản bội Nga theo NATO. Xong rồi cái thằng kia nó chọt lại, nó nói chứ không phải Luhansk Donetsk phản bội Ukraine theo Nga à hả? Hàng này nó funny đó em.